Tôi bị bệnh bú cổ và mới đây tôi có nghe nói về tác dụng của quả kẽ đầu ngựa. Nay tôi muốn nhà thuốc tư vấn cho tôi cách điều trị bệnh bú cổ bằng quả kẽ đầu ngựa. Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, theo y học cổ truyền thì quả kẽ đầu ngựa có tác dụng tiêu bú rất là tốt. Để điều trị bệnh bú cổ thì bạn hãy dùng kết hợp quả kẽ đầu ngựa và cây xạ đen sắc uống theo tỷ lệ như sau. Cây xạ đen 50g, quả kẽ đầu ngựa 20g, đun uống thay nước hàng ngày. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì, cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.